Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp với số ca mắc liên tục tăng cao. Chính vì vậy, các địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, tập trung bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua 14 tháng 1. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý dịch đang phức tạp với số ca mắc tăng cao liên tục, trong đó có nhiều trường hợp là người già, trẻ em, người chưa tiêm vaccine. Các đơn vị địa phương cần kịp thời có các biện pháp phù hợp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bởi thực tế người dân hiện có tâm lý chủ quan và tập trung các giải pháp để bảo vệ những trường hợp có nguy cơ cao. Có hai cái giải pháp chính, một là tuyên truyền, hai nữa là làm sao phải để cho chính gia đình những cái người này phải có cái trách nhiệm trong cái việc bảo vệ. Đặc biệt là tôi đề nghị là phải bảo vệ các cơ sở y tế và nhân viên y tế. Không bảo vệ được thì chúng ta không có cái lực lượng để thực hiện cái mục tiêu là điều trị F0. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị lưu ý về các tiêu chuẩn điều kiện đối với các trường hợp F0 cần điều trị tại bệnh viện, tăng cường lực lượng y tế xã phường đưa việc điều trị F0 tại nhà đi vào nề nếp. Ngành y tế và các địa phương phải quyết liệt trong việc tiêm chủng mũi 3 cho người dân. Làm thật nhanh và quyết liệt cái việc triển khai tiêm mũi 3. Thì ngoài những cái giải pháp mà các đồng chí đã nêu, đặc biệt là cái việc áp dụng công nghệ thì là đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi thấy ở đây chúng ta cũng lại phải đồng thời với cái việc triển khai các cái biện pháp mang tính thủ công mà nó có hiệu quả. Đó là cái việc tổ chức tiêm tại nhà. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương cần thực hiện xuyên suốt, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo các hướng dẫn quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình để kiểm soát dịch bệnh. Chủ động triển khai các cái giải pháp để mà ngăn chặn, không nhất thiết là cứng nhắc máy móc theo các cái phương án trước đây nữa. Bây giờ chúng ta phải thích ứng với tình hình mới là bảo vệ những người mà có nguy cơ cao. Cái thứ hai nữa rằng là cái việc điều trị F0 tại nhà đó là hiện nay chúng ta khuyến khích và tập trung cái đó, cho nên là các quận huyện là chúng ta phải thấy đây là trách nhiệm của mình. Chứ cùng nếu không là các đồng chí máy cũng chuyển lên viện hết cái này thì nó sẽ quá tải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 nhằm tiếp nhận điều trị khi bệnh nhân COVID-19 tăng cao. Các địa phương tiếp tục tập trung cho công tác tiêm chủng, đảm bảo theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.